cái lớp học tiếng Anh ngày hôm nay? Em thấy lớp học tiếng Anh rất là thú vị và em biết nhiều hơn về cách quan tâm tiếng Anh. Thì em nghĩ như thế nào nếu mà ở trường sẽ có những cái lớp học bằng tiếng Anh từ nay về sau? Thế thì cái kiến thức tiếng Anh của mọi người sẽ được nâng cao và được hiểu biết và được nâng cao và mọi người sẽ nắm rõ được những cách phát âm về tiếng Anh. Em có muốn là từ bây giờ trở đi thì trường mình sẽ có nhiều lớp tiếng Anh với người nước ngoài hơn nữa? Có. Cảm ơn em. My name's Peter, I'm from New Zealand. This is my second time in Vietnam. I was here last year. I came down from China, so I went back to China and now I've come back again. I want to stay here a bit longer this time. I just like helping people to learn English, whether they can afford it or not. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Đức Hợp, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tinh Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Rất cảm ơn các bạn tình nguyện viên quốc tế cùng với này công ty MetLife Việt Nam đã về thực hiện cái chương trình dạy thử tiếng Anh cho học sinh của trường Trung học Cơ sở Tinh Hiệp. Về thực trạng của việc dạy và học tiếng Anh của nhà trường hiện nay thì các em đa số là được học với giáo viên người Việt nên phần kiến thức về ngữ pháp các em tương đối là vững vàng. Tuy nhiên thì kỹ năng nghe và kỹ năng nói của các em thì còn hạn chế. Chính vì vậy thì chúng tôi cũng rất là mong muốn đó là công ty MetLife Việt Nam cùng hợp tác với nhà trường kêu gọi các tình nguyện viên quốc tế về thực hiện dạy nhà học tại nhà trường để rèn luyện cho các em hai kỹ năng, đó là kỹ năng nghe và kỹ năng nói tiếng Anh, nhằm giúp các em sẽ tự tin trong việc giao tiếp với người nước ngoài và tự tin trong cuộc sống, cũng thông qua đó nâng cao cái kiến thức, cái năng lực về học tiếng Anh của các em. Chúng tôi rất chân thành cảm ơn các bạn tình nguyện viên quốc tế cùng với công ty MetLife đã dành những tình cảm cho các em học sinh của nhà trường với một đơn vị mặc dù ở thành phố thế nhưng mà vẫn là ngoại thành, do đó cái điều kiện và hoàn cảnh sống của các em vẫn còn khó khăn, do vậy các em chưa có điều kiện để tiếp xúc được với các cái lớp tiếng Anh nâng cao. Do vậy nhờ cái hoạt động của BetterNight này mà chúng tôi có được cái chương trình thực hiện dạy học tiếng Anh rất là tốt đối với học sinh, nên là xin chân thành.